Xin chào các bạn, và trên tay mình đây là một chiếc mình mới đặt một chiếc len chân đỡ điện thoại mini và một len telescope 12x, zoom 12x các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra, để xem thử xem cái len này nó có ok không các bạn nhé. Thì cái len này mình đặt với giá là 199 gì đó. Thì nó có cái tiền ship ở đây nữa là thằng 249.000. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ khui cái hộp này ra. Cái hộp này mình khui hôm qua rồi, nhưng mà mình chỉ xem sơ sơ thôi. Hôm nay mình sẽ khui lại. Cái này mình mới nhận hôm qua. Bây giờ mình sẽ khui ra lại và để xem cái chất lượng của cái sản phẩm này nó có tốt hay không, và có thực là như là quảng cáo ở trên Facebook rầm rộ như vậy không. Chiếc len nhé các bạn, zoom 12x. Rồi, bắt đầu mở nào. Đây, phía bên trong mình nhìn sơ sơ thì nó cũng hơi cũ cũ một tí các bạn. Giờ chúng ta sẽ mở cái này ra. Đó, cái hộp đựng len này. Đây là cái hộp đựng len đây. Len 12x đây. Rồi, trong này để mình xem. Trong này là cái kẹp điện thoại. Cái kẹp điện thoại. Hơi cũ tí các bạn, hơi cũ. Thanh lâu. Hộp chân. Chân này 50.000 này các bạn này. Tôi thêm cái chân này thì 50.000. Giá cũng hơi chát đúng không các bạn? Đó, rồi hết rồi. Sử dụng, hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Anh không? À, còn để mình xem. À, đây là còn cái kẹp. Cái kẹp này là dùng để kẹp vào cái điện thoại nhé. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi, và một cái thẻ. Cái này chắc là thẻ bảo hành đây. romhang.vn. Rồi, số điện thoại này. Gì đây? Giao hàng tận nơi. Giao hàng tận nơi. Cái gì nữa đây? Tôi bỏ qua cái này các bạn nhé. Ok, thì nó là hết rồi. Này thôi, rất là hơi là sơ sài. Nhưng thôi mình cứ bóc cái len này ra xem. Đây rồi, mình sẽ bóc cái len này. Gì đây? Có mỗi cái len không rồi. Một cái len thôi các bạn. Cái len này, đây là cái len nhưng cũng hơi cũ. Đây là cái ống trước này, ống trước và ống sau. Sau này thì bật ra thôi. Rồi. Và cái cách sử dụng mình sẽ bây giờ mình sẽ thử test thử cho các bạn xem là như thế nào nhá. Thì trước tiên các bạn muốn lắp vào điện thoại của các bạn á, cái này là len 12x này. Thì cái phần này á, để xem mình xem, đợi một tí nhé. Phần này á, nó có một cái vòng xoay hình ở trên này, cái len hình ở trên này này, là chắc là để chỉnh độ nét, để chỉnh độ nét giống như cái máy ảnh của mình đó các bạn. Chỉnh độ nét của cái hình ảnh này. Đó, và cái này để xem là đây, cái này là lắp vào đây để kẹp vào cái điện thoại đây. Đó, cái này để lắp vào để kẹp điện thoại thì mình sẽ lắp luôn. Mình sẽ lắp luôn cho các bạn nhé. Đó. Ok. Đó, cái này là kẹp vào thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy luôn cái điện thoại và sẽ quay lại cái hình ảnh cho các bạn xem nhé các bạn nhé.
Xin chào các bạn, thì mình sẽ tiếp tục test thử cái len mà mình mới mua cho các bạn xem. Và trên điện thoại mình thì mình chưa gắn cái len và mình đang mở cái camera thông thường của cái điện thoại. Mình để mình zoom lại thử xem để tính là so sánh cho dễ các bạn nhé. Đó, mình zoom khoảng cách là từ đây đến cái nhà xanh xanh đó là 100m. 100m các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái len đó vào. Nó hình ảnh hơi dập thì các bạn thông cảm, tại vì cái trong cái lúc mình gắn nó hơi bị còn phải điều chỉnh nữa. Mình đang tìm. Đây rồi. Hơi có hơi lệch một tí sao các bạn. Đó, hơi đốm đen một tí. Hơi khó lắp lắm các bạn. Đây rồi, được rồi. Thôi thì nó mờ bên cạnh một tí xíu tại vì mình đang ở ngoài. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại này. Mình sẽ rung cái đằng trước mà lúc nãy mình chỉ cho các bạn á, mình sẽ xoay cái lấy nét đằng trước để mình lấy nét nó. Đó, các bạn thấy mình lấy nét không? Đó là mình xoay hết bên phải thì nó lại hơi mờ các bạn. Mình xoay như này thì để mình xem cái trụ điện này nó có rõ không. À, mình cũng phải lấy nét ở trên điện thoại này các bạn nhé. Nó cũng tương đối thôi các bạn. Tại vì trời nó cũng hơi âm u. Đó. Nhưng cái này nó sẽ tập trung vào cái điểm để mình lấy này. Và còn những cái điểm xung quanh thì nó hơi mờ. Ví dụ mình lấy ở cái điểm ở cột điện này, mình có thể rung trên điện thoại lại nữa. Đó, nhưng mà nó hơi rung. Nó rung. Hay cần phải có cái chân các bạn. Đây độ xa 100m là mình rung lại cho bạn này. Nó cũng tương đối. Có người may quá, nhìn luôn. Cũng có thể nhìn được mặt. Tại vì cái trời nó hơi u ám á các bạn, mây rồi nhiều quá. Đó, mình chỉnh như này là chắc là cái độ phân giải này là nó hết đắt rồi. Không còn được rõ hơn được nữa rồi. Ừ, khi mình chỉnh thêm nữa thì nó lại mờ. Cái này là hết cỡ rồi đó. Đó theo, để các bạn đánh giá với khoảng cách là 100m các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tháo len ra này, Đó. Đó, bây giờ mình tháo len ra đó. Cái đoạn xa đó là từ chỗ mình đứng đây đến cái đoạn xa đó là 100m. Rồi, ok. Và cái len đó đây. Mình vừa tháo ra đây. Rồi thì nếu các bạn trước khi mình đánh giá thì cái len này nó chỉ ở mức độ bình thường thôi các bạn, với cái khoảng cách là gần khoảng 20-30m thôi, chứ còn nếu mà xa hơn 20-30m thì nó cũng không có nhìn rõ được đâu. Đó, thì cái giá sản phẩm này đang là 250.000 cả ship và kèm luôn cả cái gậy đỡ điện thoại mini. Đó nhé các bạn nhé. Và cái video mình chỉ làm tới đây thôi để test cho các bạn biết được cái sản phẩm này. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.